Rồi, chào mừng quý vị đến với ẩm thực ngày mưa. Hôm nay sẽ làm một món gọi là món trứng kiến xào cà chua xanh. Bây giờ là nguyên liệu. Đây, trứng kiến này. Trứng kiến rừng này. Đấy, lấy nét này. Đấy. Trứng kiến sau khi lấy trong rừng về và sơ chế. Đây là trứng kiến vàng đấy nha. Đấy, rất là nhiều, đây chỗ này là cỡ 2 kg, nhưng mà mình sẽ xào một ít mình ăn thôi. Đây là rau sống. Đây là cà chua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào cái món này lên. Nha. Đó, bây giờ chúng ta xắt cà chua đây ạ. Xắt mỏng mỏng này. Rồi, đầy đủ. Xắt mỏng mỏng đây như vậy nó dễ thấm. Đặc biệt đó là cà chua xanh đây nó hợp với trứng kiến. Rồi, bây giờ đến đó, giai đoạn okay. Xào đây. Đấy, mình xào mình bỏ cà chua trước nha. Cà chua trước, thêm tí gia vị nữa cho nó, rồi sau đó bỏ trứng kiến vô. Chua nóng màu thơm luôn. Xào trong khoảng 5-7 phút thôi là nó chín rồi đó. Nó giữ được cái màu xanh của cà chua ấy. Ok. Bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu với mấy bạn món trứng kiến vàng. Trứng kiến vàng rồi, được bà dùng lại coi. Muốn không nó chết mình đó thì mình phải có bột mì làm cho nó mù mắt đi. Đúng rồi, cái khâu mà chế biến lúc đầu rất là quan trọng. Sau khi mà chúng ta khai thác kiến ở trên rừng về á, trứng kiến này là trên Vĩnh Thạnh đúng không? Vĩnh Thạnh gửi xuống. Đó, thì mình phải sơ chế cho nó sạch. Lấy một năng hay là một mì đó, mình lọc những cái tạp chất hay là những cành cây hay là những cái kiến đen, kiến vàng á. Đó, nó bám vô trong đó, lọc sạch đi bằng bột mì hoặc bột năng. Nè, còn đây là cà chua nè. Đúng rồi, đây là cà chua xanh nha. Yeah. Cái món trứng kiến này thì nó phù hợp với cái món với cái cà chua xanh. Cái vị của cà chua xanh nó vị hăng. Nó sẽ át đi những cái mùi khác và nó làm dậy cái mùi của trứng kiến. Ăn rất là đặc trưng. Và chỉ có xào với cà chua xanh là nó hợp lý thôi. Rồi, còn cái món bên kia là món gì vậy? Món là, kèm theo. Đúng, kèm theo là món, đưa xem. Món ếch mà là món tẩm bột. Món ếch đồng tẩm bột, ếch Vĩnh Thạnh đây, rất là chụp mấy cái đùi. Rồi bây giờ là cho Milo thưởng thức cái món ếch trước đi, rồi chúng ta sẽ review cái món trứng kiến sau cũng được. Rồi. Bây giờ con sẽ review cái món ếch đi. Nha. Con sẽ cắn đây trước nha. Rồi. Trời ơi, nó còn hơi nóng quá nha. Nóng cắn mạnh làm nha. Xong rồi. Rồi. Chục đá. Thời tiết mưa mà ăn cái món này là rất là đã hê. Rồi. Mưa là ớt nó ra nó bắt sướng. Rồi. Giờ là cho cảm nhận đi. Món này như thế nào? Vị giòn nó hơi bị lát nó... thơm bơ. Đúng rồi, nó thơm bơ. Nói chung là bơ thơm nha. hơi dai dai. Đúng rồi, ếch đồng đây là bắt tự nhiên cho nên rất là dai. Thịt nó hơi dai dai mà lấy đâu ra mà dai 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 nhiều. Milo biết ếch này gọi là gì không? Con gà đồng á, nó giống thịt gà á. Rồi còn một miếng to nữa đi. Rồi diêm phải không? Tuyệt vời đúng không? Mới đã không? Rồi bữa sau xin ông ngoại rồi gửi xuống nữa nha. Ok. Món này xuống. Bây giờ mình sẽ thử tiếp. Ok. Xong một món. Còn bây giờ cái món này dám review không?
Không, bây giờ để ba đi riêng, nhưng mà chút nhưng mà mình ngồi với nhắc mấy bạn nè. Mấy bạn nhớ nhấn like và cho cả team của mình nha. Nhấn like thì mặc dù team mình hơi nghèo một chút. Nghe. Bây giờ mình có một team mà. Rồi, ok. Chắc ok cái món ớt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái món chính của hôm nay, đó là món trứng kiến xào cà chua xanh. Rồi, bây giờ để review xem thử nha. Đấy. Đó, cho nó gần gần một xíu, lấy nét ra nữa. Thìa đâu ha? Đây. Đây, thìa đây. U cha, đây cà chua xanh nè. Lúc đầu thì nó xanh như này nè, nhưng mà xào lên thì màu nó hơi ngã về cái vàng vàng một xíu. Nó chín á. Rồi, bây giờ mình thử thử đi. Đó, bỏ cà chua xanh lên. Không có chuyện trứng. Mình không có chuyện mà nó ngã về cái phía vàng vàng đâu, bởi vì nó bị trùng với chiên trứng kiến đó. Hả? Rồi giờ để ba thưởng thức thử xem review thử những món trứng kiến xẹo cà chua xanh như thế nào nha. Nhưng mà nhắc ba một điều. Thôi được nhé. Nhắc ba một điều nha. Nhắc gì nữa? Cái trứng kiến này á là cái một cái màu của nó đã bị lây chất dinh dưỡng ra cà chua. Hả? Nên cà chua mới chỉ qua vàng vàng chút á. Ủa hả? Dạ, lây dinh dưỡng rất là tốt nè, luôn. Nè, lâu ngửi thử mùi như thế nào. Ngửi ngửi thôi, ngửi thử xem thử. Nó nồng nồng. Nồng nồng hăng hăng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà trời ơi, nhưng mà có mùi vị cháo. Rồi. Cháo, nhưng mà cháo này mấy bạn thích mùi vị nào thì cũng bay ra trước rồi. Mặt mấy bạn. Thôi, không nói nhiều nữa. Rồi, bây giờ thưởng thức thử xem thôi. Mùi vị thơm lắm. Quá đã, quá đã. Ok, xin mời quý vị và các bạn. Trời ơi. Phải nói là nó cái vị của cái cà chua nó quyện vô cái trứng kiến á, nó bùi, trứng kiến nó bùi nè, nó rất thơm. Mà nó có cái đặc trưng tự nhiên mà khó tả lắm. Cái dòng nhộng này thì nó giống như cái nhộng ong hay là con đuông dưa đồ đó. Đun dừa đồ đó, nhưng mà bây giờ là mình thấy cái kiểu nó cái đặc trưng riêng á, đặc trưng riêng của trứng kiến á, anh nó có vị khác lắm. Mình cũng thưởng thức ong rồi đun dừa hết rồi, mà cái vị nó có cái vị riêng của trứng kiến rất là hay. Chắc phải thử miếng nữa để xem mới cảm nhận lại được. Rồi xin mời quý vị bán á. Quá ngon luôn. Đúng là quá tuyệt vời. Đúng rồi. Quá ngon. Trứng kiến này là quá đã. Chụp cảm nhận được hết không? Cho mấy bạn coi cái này vui vui nè. Cái xương của quá đã luôn. Cái xương con ếch mà tự nhiên nó y như là cái trứng kiến. Đâu? Xương ếch đâu? Xương ếch nè, cái đầu là y như trứng kiến. Vậy hả? Xương ớt giống trứng kiến. Nói tóm lại á, là quá tuyệt vời luôn. Thôi chắc có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc cái video ở đây nha. Khi nào mà các bạn nào mà có dịp thì thưởng thức cái món này, rất là ngon và tuyệt vời. Rồi chắc thì chúng ta chào khán giả đây thôi. Milo ơi, xin chào tạm biệt nha. Chào rồi, tạm biệt. Yeah.